Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, tại hiện trường hầm bãi gió huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị thuộc ngành đường sắt và địa phương đã huy động nhiều lực lượng triển khai thi công từ nhiều hướng, tập trung khắc phục sự cố sạt lở hầm bãi gió. Do địa hình phức tạp nên các đơn vị chưa thể khẳng định mốc thời gian cụ thể để thông tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo cả. Chiều 15 tháng 4, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết địa chất khu vực đèo cả rất phức tạp, liên tục sạt lở khiến công tác khắc phục sạt lở ở hầm đường sắt bãi gió gặp khó khăn. Theo ông Tuấn, hiện phương án thi công được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các chuyên gia đưa ra đạt kết quả khả quan. Ông Tuấn thông tin, lực lượng thi công đang bơm bê tông từ đỉnh núi xuống hầm qua các lỗ khoan để gia cố thành hầm. Hiện ban quản lý dự án 85 đã huy động thêm nhiều đơn vị như tổng công ty sông Đà, công ty Lũng Lô đến hỗ trợ tập trung cao nhất cho việc thông hầm. Cũng theo ông Tuấn, Hiện chưa thể xác định chính xác thời gian thông hầm đường sắt qua đèo cả do địa chất khu vực sạt lở không ổn định. Còn theo ông Trần Thiện Cảnh, cục trưởng cục đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải, từ khi cấm xe lên đèo cả, phía hầm đường sắt đã giảm rung chấn, giảm lượng đất đá rơi xuống hầm. Ông Cảnh nói, ngành đường sắt đang nỗ lực tối đa để có thể sớm thông đường sắt Bắc Nam. Ông Cảnh nói, mong người dân thông cảm chia sẻ với ngành đường sắt vì sự cố không mong muốn. Khi nào đảm bảo gia cố được địa tầng trên đỉnh hầm khơi thông được vị trí sạt, chống vách ổn định sẽ cho thông hầm để tàu qua, lúc đó sẽ báo lại địa phương để cho mở lại đường bộ qua đèo. Theo cơ quan chức năng, từ khi sạt lở hầm đường sắt qua đèo cả, trưa 12 tháng 4 đến nay, ngành đường sắt đã chuyển tải 36 chuyến tàu với 10.122 hành khách. Hành khách được trung chuyển từ ga Tuy Hòa thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến ga Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Chiều 15 tháng 4, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đi thị sát tình hình khắc phục sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả. Cùng ngày, ông Trần Việt Tùng, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, việc trung chuyển hành khách vẫn đang được đơn vị đảm bảo. Theo ông Tùng, riêng về tàu hàng, chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang đang huy động xe tải đưa các loại hàng hóa đông lạnh trên các toa hàng di chuyển sang container ô tô tải để giao cho khách hàng. Ngành đường sắt chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển, chủ hàng không phải chịu thêm chi phí phát sinh. Tại ga Nha Trang hiện có bốn tàu vận chuyển hàng đang mắc kẹt, đa số hàng hóa trên toa là container, không có hàng đông lạnh. Theo ông Tùng, những tàu hàng này phải chờ khắc phục xong sự cố ở đèo cả. Ngoài ra, các tàu hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội phải tạm ngừng đưa hàng đi theo đường sắt Bắc Nam chờ khắc phục, tránh ùn ứ hàng hóa.